thiết bị modem Wi-Fi và truyền hình số bỗng dưng gặp lỗi sẽ gây ảnh hưởng và gián đoạn quá trình học tập giải trí của bạn, khiến cho bạn cảm thấy phiền phức và khó chịu. Để tránh gặp phải những tình huống này, hãy cùng tìm hiểu về những lỗi thường gặp ở modem Wi-Fi và truyền hình số, cũng như cách xử lý chúng. Với thiết bị modem, các bạn thường gặp phải 3 lỗi sau. 1 là lỗi nguồn, 2 là lỗi treo thiết bị và 3 là không truy cập được mạng. Đầu tiên là lỗi nguồn. Khi gặp lỗi nguồn, các đèn trên modem sẽ không sáng. Nguyên nhân lỗi nguồn là do nguồn điện ổ cắm modem không ổn định, điện không vào modem và modem không hoạt động. Cách xử lý lỗi này rất đơn giản là kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện, cắm lại cục nguồn của modem, bật lại công tắc nguồn trên modem, như vậy là được. Trong trường hợp gặp lỗi bị treo thiết bị, bạn sẽ thấy đèn tín hiệu sáng bình thường nhưng không truy cập được mạng, kể cả thiết bị của bạn bắt được sóng hay không. Để thoát khỏi lỗi treo thiết bị và không truy cập được mạng, bạn hãy tắt nguồn modem trong vòng 1 phút, sau đó cắm lại các dây tín hiệu, bật nguồn đảm bảo đèn power sáng. Sau từ 1 đến 2 phút, bạn thử truy cập mạng xem còn bị lỗi nữa hay không. Với thiết bị truyền hình số, bạn có thể gặp phải những lỗi sau trong quá trình sử dụng. 1. Lỗi điều khiển. 2. Lỗi tín hiệu truyền hình TV. 3. Lỗi dây tín hiệu mạng. 4. Lỗi phần mềm không xem được màn hình TV. 5. Lỗi khởi động khi ấn menu để cài đặt. Với lỗi điều khiển không sử dụng được, bạn hãy kiểm tra và thay pin cho điều khiển. Trong trường hợp phát hiện có chảy nước trong ngăn chứa pin của điều khiển, bạn hãy lau sạch ngăn chứa pin và rắc pin. Sau đó dùng máy sấy tóc sấy khô hoặc phơi dưới nắng. Nếu bạn thấy màn hình báo lỗi W10001 và W10000 thì bạn đã gặp phải lỗi tín hiệu truyền hình. Khi đó bạn hãy tắt nguồn thiết bị, tháo ra và lắp lại dây tín hiệu truyền hình. Sau đó bạn có thể khởi động lại và kiểm tra việc kết nối. Lỗi dây tín hiệu mạng xuất hiện khi trên màn hình hiển thị mã lỗi W10004, W10000 chữ màu trắng. Để xử lý lỗi này, bạn cũng tắt nguồn thiết bị, tháo ra và lắp lại dây tín hiệu mạng LAN. Sau đó bạn bật nguồn lên để kiểm tra lại. Lỗi thứ tư mà bạn có thể gặp phải với thiết bị truyền hình số là liên quan đến phần mềm hoặc do bị thay đổi cài đặt trên phần mềm. Khi gặp phải lỗi phần mềm trên TV sẽ có những biểu hiện như sau. Trên TV hiển thị mã lỗi W10002 và W10003, W10004 chữ màu vàng. Trên màn hình TV nhảy kênh liên tục đều đặn từ 30 giây đến 1 phút nhảy một kênh và hiển thị mã lỗi W10001 khi kênh đó không bắt được tín hiệu. Không xem được tất cả các kênh. Tại giao diện tổng hợp các kênh, các ô kênh chỉ hiển thị màu đen. Khi gặp phải tình huống này, bạn cần cài đặt lại chế độ mặc định của thiết bị truyền hình số. Bạn hãy thao tác như sau, kết nối chắc chắn lại các dây cáp, sau đó làm theo các bước dưới đây. Bước 1. Ấn lần lượt giải số sau bằng điều khiển. 1, 4, 8, 6, 3, 1, 2, 3, 2, 5, 8, 0. Bước 2, nhấn phím mũi tên xuống để di chuyển đến mục Factory Reset và ấn OK để truy cập. Bước 3, trong mục Factory Reset, bạn chọn mục thiết lập lại và ấn OK để bắt đầu thiết lập lại. Sau khi thiết bị khởi động lại, bạn lưu ý cài đặt lại như sau. Đối với Set-top Box Hybrid, bạn cần chọn ngôn ngữ mặc định, sau đó tìm chọn loại đầu thu Hybrid và lưu lại cài đặt của mình. Đối với Set-top Box IPTV, sau khi chọn ngôn ngữ, bạn vào mục Kế tiếp và chọn Lưu. Nếu bạn gặp phải lỗi khởi động khi ấn menu để cài đặt, màn hình sẽ báo mã lỗi W10001. Lỗi khởi động này rất dễ xử lý. Bạn chỉ cần chờ 1 đến 2 phút cho máy khởi động hết các chức năng, sau đó nhấn lại menu là được. Trên đây là những thao tác xử lý các lỗi hay gặp ở thiết bị Wi-Fi và truyền hình số. Nếu sau khi đã xử lý nội dung như các hướng dẫn phía trên mà không thành công, bạn vui lòng liên hệ theo số 1800 8119 để được khắc phục một cách nhanh nhất. Hy vọng các bạn có những trải nghiệm tốt sau khi sử dụng dịch vụ của Viettel.